Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Sau đó, dâng hoa, dâng hương tại tượng đài liệt sĩ và thắp hương các phần mộ liệt sĩ.